Hi, xin chào các bác, chào tất cả mọi người. Em lại view cho các bác xem một cái mẫu tủ lạnh các bác nhé. Đây, có đây con Panasonic mặt gương. Gương tràn viền luôn. Full tính năng luôn các bác nhé. Đấy. Khá là đẹp đây các bác này. Đèn vách mới tinh luôn. Không một vết sầy, vết rồi lõm gì cả. Các bác. Nói chung là mới tinh. Mới tinh luôn các bác. Đấy. Mới đét đèn đẹp luôn các bác nhé. Đấy các bác ạ. Mới đét này đẹp luôn. Còn Bale đã test đã giữ ok rồi. Bale để em xem vào số lít bên trong nữa nhá. Hình thức bên ngoài thì khá là ok rồi. Đây con Bale này 511 lít các bác ạ. 511 lít. Đấy. Sản xuất 2016, chạy ga giờ 600E. Đấy các bác ạ. Tổng tiêu thụ điện trong năm của nó là 305 số. Đấy, 305 số đây. Nặng 103 cân, 1 tạ, 0.3. Đấy. 1 tạ 3 cân các bác nhá. 511 lít, sản xuất 2016. Đây, mới đét đẹp. Chúng mới đét đẹp luôn. Hàng đời keo đá rơi ok các bác nhá. Con này đã test đã rơi ok rồi. Các bác về tự lau chùi thôi. Em bán báo giá thợ luôn cho các bác. Có. Bán giá thợ luôn cho các bác về tự lau chùi vệ sinh. Còn em chỉ bán bao đã rơi. Bao chạy ok. Đó nhá. 511 lít, sản xuất 2016. Lượng điện tiêu thụ là 305 số trên 15. Đấy. Khá là đẹp mặt gương AG này. Ecolavi này. Đóng nguyên bẩn luôn, các bác về tự vệ sinh, lau chùi nhá các bác nhá. Rất là đẹp, nói chung rất là đẹp luôn. Đấy. Con này em bán cho bác với giá là 21 triệu các bác nhá, cả cục đuôi nguồn luôn. 21 triệu 511 lít. Đấy. 511 lít sản xuất 2016, 21 triệu các bác nhá. Đây. Mới đét đẹp. Chúng mới đét là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, giá chỉ 21 triệu thôi. Các bác đã có tủ hơn 500 lít, 511 lít. Sản xuất 2016, khá là đẹp. Nói chung giá em bao rẻ nhất thị trường luôn các bác ạ. Các bác nhá. Giá 21 triệu, em bao cho các bác cả cục đuổi nguồn. Bao đã rơi, các bác về tự vệ sinh. Nói chung lượng chỉ đau qua là bán thôi các bác nhá. Đấy, ok. Các bác ủng hộ thì liên hệ em một số điện thoại là 096 1519 122 các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác.